Nhớ CEO, mình xin chào tất cả các bạn. Thì theo yêu cầu bạn trên nhóm Skype làm cái yêu cầu mình là làm cái video về từ vựng để cho bạn có thể vừa nghe vừa học. Thì bây giờ mình xin dành một ít thời gian để làm cái video này gửi đến bạn. Trước tiên mình đi tìm hiểu về vu sa. Kachi, kachi ở đây là cùng, cùng với, thế do, chính vì vậy, hoặc là cho nên. Kureso, kurente, nhưng mà, kurachiman, thế nhưng mà, kachi là đến, đến mức độ nào đó, đến đâu đó. Cốt là chắc chắn, nhất định. Nomu là quá, to, to là nửa, tô là lại một lần nữa, tô nữa, lại. Maya là nếu như mà, muốn tất nhiên là, thành tư sĩ là nhất định là hơi lộ câu của định thì không có gì đó cho lắm, cái gì đó bụt thò là từ nha. Aka là hồi nãy, lúc nãy. Ama là có lẽ, hốt gì. Aju là rất. Achi là vẫn như thế nào đó. Anh cứ đơm nhờ nếu không thì. Eso ở đây là ở. Rồi, bây giờ mình qua chặng từ chỉ thời gian. Oje, hôm qua. Oner, hôm nay. Neil, ngày mai. Chigum, bây giờ. Kute, khi ấy. Nachunghe, hoặc là huê, sau này. Onerbam, đêm nay. Chigum, ngay bây giờ. Oner achim, là sáng nay. Tamchu là tuần tới. Ini là cái vị đó nó đã xảy ra rồi. Ini hết rồi, tôi đã làm ra đã rồi, là cái việc đó nó đã xảy ra. Mình làm trước một cái gì đó. Đã rồi. Chơi cơ nè, gần đây. Ôi ma trò nè, cách đây. Không bao lâu. Haro hoặc là chích si, nó là ngay. Achito là vẫn còn. Thôi là trước khi. Bây giờ mình qua trang từ chỉ nơi chốn. Yogi là ở đây. Chogi cho chuột kìa là ở đó. Mô tình cốt ổ tì nà ở khắp mọi nơi. Ổ tì ở mô tì nà bất cứ nơi nào, dù là nơi nào đi nữa. Rồi tiếp theo từ khác. Meo à chu là rớt. Que que xăng là mi ở đây cũng là khá là. Ở nơi trồng tồn là ở mức độ nào đó. Pali là nhanh. Chonchoni là chậm. Shunchun hà kê là cách thận trọng. Coi hầu như. Hâm kê là cùng nhau. Honja là một mình. Hăng rằng với lại đời là luôn luôn. Chachu hư ni thường xuyên. Uthong là thường. Ka cơm teronen nói chứ. Cá cơm thỉnh thoảng. Trong cho đồng ít khi tư mưu tệ khiến khi chơi phổ chơi tệ là nó thường đi với câu phủ định không bao giờ. Túc xà là ký túc xá. Hằng là phòng. Khi chê xê là phòng nghỉ. Một giọt xê là nhà tắm. Hai xê là nhà vệ sinh. Hai đê xê là phòng thay quần áo. Chu bằng nhà bếp. Môn chăng môn, môn là cửa, chăng môn là cửa sổ. Khe tầng là cầu thang. Sang là bàn. Uy chà là ghế. Ô chăng là tủ đựng quần áo. Y bùi là cái chăn. Khe ghề là cái gối. Y bùi là cái mềm mềm chăn. Mô ghi chăn là cái củi. Sông phun ghi là cái quạt máy. Tarimi là cái bàn là. Nairo là cái lò sưởi. Nenjango là cái tủ lạnh. Xe thác gì máy giặt. Chân di bọc sụt là cái nồi cơm điện. Chân từng bóng đèn điện. Hoa tạc là đèn nhà. Chân cha chịch phùm là đồ điện tử. Khế nhông phùm là đồ dùng cá nhân. Tha cổ đồ dùng gia đồ dùng. Kasurenji là cái bếp ga. Gas là ga. Chongi là điện. Khí đơm là dầu.
Ôn xù là nước nóng, nen xù là nước lạnh. Suregi là rác, Suregi cũng là thùng rác, Yicharu là cái chổi. Thì trước tiên mình cứ đi tới phần này đi ha. Còn những phần còn lại thì mình sẽ quay trong một video làm sao. Còn mình thân ái chào tạm biệt các bạn.